Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý vị thân mến, trong cái video hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là ba con giáp may mắn hưởng trọn lộc trời, làm gì cũng thành công viên mãn trong cái tháng 3 của năm Canh Tý 2020 này. Thì tử vi chỉ rằng trong cái tháng 3 này, những con giáp dưới đây gặp nhiều may mắn, thu nhiều tài lộc. Và bây giờ chúng ta cùng xem đấy là những con giáp nào. Thứ nhất đấy là tuổi Dần. Thì theo các cái chuyên gia phong thủy, trong tháng 3 này, những người tuổi Dần là một trong số những con giáp gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Có nhiều thay đổi lên như diều gặp gió. Và những người tuổi Dần là những người mà mạnh mẽ và rất tự tin, nên họ đã muốn gì là được đó. Trong cái thời gian tới thì những người tuổi Dần ít khi chú ý đến cái việc xây dựng các cái mối quan hệ xung quanh mình. Ít khi chú ý đến việc xây dựng các mối quan hệ xung quanh mình. Đi đâu cũng có quý nhân phù trợ. Trong cái thời gian tới thì cuộc sống của người tuổi Dần sung túc và dư giả. Tiếp theo, xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với con giáp thứ hai. Đấy là con giáp tuổi Ngọ. Thì trời sinh những người tuổi Ngọ đều là con giáp thông minh, nhanh nhẹn, thích đi đây đi đó. Phần lớn những người tuổi Ngọ biết nhìn xa trông rộng nên họ sớm thành công trong sự nghiệp. Và tử vi chỉ rõ là trong cái thời gian tháng 3 này, người tuổi Ngọ sẽ có một cái cuộc sống sung túc, làm gì cũng thuận lợi, tiền bạc nảy số ầm ầm. Và trong cái thời gian tới đây, người tuổi Ngọ sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ. Trong thời gian tới đây, người tuổi Ngọ sẽ gặp được quý nhân giúp cho công việc của mình có thể mở rộng những cái ngành nghề làm ăn mới, thu nhiều khoản tài lộc. Và lời khuyên cho người tuổi Ngọ là nên tập trung cho công việc của mình, hãy nỗ lực hết mình, bạn sẽ được hưởng những cái thành quả viên mãn. Con giáp thứ ba đây là con giáp tuổi Thân. Thì theo các cái chuyên gia phong thủy thì những người tuổi Thân là một trong những con giáp dễ thành công ngay từ khi còn trẻ, vì họ sở hữu trí thông minh đáng nể, lại nhanh nhẹn nên cuộc sống họ luôn sống dư giả và sung túc. Và trong tháng 3 năm Canh Tý 2020 này thì người tuổi Thân tuy gặp phải nhiều áp lực thử thách, song bên cạnh đó cũng là những cái cơ hội tốt mà nếu biết nắm bắt thì họ vẫn có thể làm giàu như thường. Quý anh chị thân mến, trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn là ba con giáp cực kỳ may mắn hưởng trọn lộc trời và làm gì cũng thành công viên mãn trong tháng 3 này. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Lê Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, an bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.